mọi người. Hôm nay ngày chủ nhật, mình đi làm phụ cho gì của mình, tiệm nào gì của mình. À, ấy, cái gì đây? Không gian ở chỗ này. Mình đi 7-Eleven. Đó, cái tiệm này 7-Eleven đây nè. Mình đi mua đồ ăn, đồ ăn đồ uống. Đây, đây xe mẹ mình. Đó, xe mẹ mình với xe dì tí, xe dì mình. Đó, không gian này. Đó, hồi nãy mình đi từ trong này ra. Okay.